Hãy đi học bằng nhé. Hãy đi học bằng nhé. Kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ ngày mai chuyển đến mây, có lúc có mưa, có khu vực Nam Bộ. Hôm nay phải học đi đầu tiên đúng không? Đang đi đúng không? Những nơi mà có màu cam đỏ như này, tức là đã có mưa to và kèm theo đó là sấm sét và gió rất mạnh. Cảnh báo chiều tối mai những hiện tượng thời tiết như vậy vẫn có khả năng cao lặp lại, bởi vì ở phía Nam đang tồn tại